kết thúc kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, nhờ việc phân bố đi lại hợp lý nên tình trạng ùn ứ không diễn ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tuy nhiên, do lượng phương tiện không cao dẫn đến nhiều người điều khiển phương tiện đã vượt quá tốc độ cho phép. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút, bảng thông báo điện tử về các xe vi phạm tốc độ tại trạm kiểm soát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1, Cục Cảnh sát Giao thông liên tục hiện thông báo về các phương tiện chạy quá tốc độ. Đã có hàng chục phương tiện bị lực lượng chức năng xử lý liên quan đến lỗi tốc độ. Tôi vẫn đi bình thường mà. Bây giờ phải nghe các anh thông báo mới biết là quá tốc độ bao nhiêu. Tốc độ tối đa cho phép của tuyến là 100 km/h, tuy nhiên vẫn có nhiều phương tiện vi phạm giới hạn trên. Thậm chí có những trường hợp còn vượt quá tốc độ lên tới 2 lần. Những lý do vi phạm đều là do vội. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày hệ thống camera trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp các cán bộ cảnh sát giao thông xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi vi phạm về tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý lỗi đi vào làn khẩn cấp, dừng đỗ không đúng nơi quy định, đi ngược chiều hay điều khiển xe gắn máy đi vào cao tốc. Trong cái thời điểm sau Tết này là cũng sẽ rất nhiều về vi phạm về tốc độ. Cái nguyên nhân thì cũng có thể là do chủ quan của người tham gia giao thông, và một phần là đấy là do công việc trong cái dịp sau Tết. Tất cả các trường hợp này chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản. Với các lỗi vi phạm được ghi nhận, lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt tại trạm thu phí hoặc gửi giấy mời tài xế đến làm việc để phạt nguội. Sau 7 ngày từ ngày tài xế không lên nộp phạt, Cục Cảnh sát sẽ gửi danh sách sang Cục Đăng Kiểm và thông báo trên hệ thống tra cứu của Cục Cảnh sát Giao thông.